Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ bị lộ Bộ Công an nhập lậu súng của Đức để bắn chết cụ Kình. Có nhiều căn cứ theo hồ sơ vụ án cho thấy người giết ông Lê Đình Kình chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Theo như Thời báo D đã đưa tin vài ngày trước phiên tòa sơ thẩm kết thúc. Nguồn tin riêng của tờ Thời báo .de cũng cho biết rằng khẩu súng dùng để hạ sát cụ Lê Đình Kình chính là khẩu MP5K có gắn nòng giảm thanh. Đây là một loại súng chuyên dụng của Đức, là một phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MP5. Súng này do hãng Đức Hecker Kork sản xuất. Đây là hình ảnh cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội được trang bị súng tiểu liên MP5 với nòng giảm thanh, ảnh trên báo Hà Nội Mới đăng tải. Liệu có phải khẩu súng do Đức sản xuất đã sát hại người dân vô tội Lê Đình Kình ở Việt Nam hay không? Đó là nội dung chính của một bài báo đăng trên nhật báo Đức TASS số ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Những cái chết ở làng Đồng Tâm vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 ngay từ đầu đã khiến cho Bộ Công an lúng túng, bởi họ không biết phải ăn nói làm sao cho ngay thẳng, minh bạch. Nhất là lý do vì sao lại đưa hàng ngàn quân trang bị súng ống cùng chó nghiệp vụ giữa đêm khuya tấn công vào những nhà những người dân vô tội khi họ đang còn say trong giấc ngủ. Và khi đó có một lời nói dối thì người ta lại phải đưa ra hàng trăm lời nói dối khác để che đậy cho lời nói dối đầu tiên. Họ vu cho cụ Kình tay cầm lựu đạn. Nhưng đến nay, sau khi phiên tòa kết thúc, không hề có căn cứ nào đủ chứng minh cho việc ấy. Họ công bố ba cảnh sát cơ động bị Lê Đình Chức đổ xăng đốt hóa than, nhưng dưới cái hố kỹ thuật ấy không tìm thấy dấu vết gì của một vụ cháy như thế cả. Không chỉ có những phát ngôn viên cao cấp như Thiếu tướng Trương Tam Quang hay Thiếu tướng Tô Ân Sô, mà cả một dàn đồng ca dẫn đầu là các đài truyền hình VTV và Đài Truyền hình Việt Nam đều chỉ phát ngôn theo một hướng, đó là Đảng luôn luôn đúng và dân thì sai từ đầu đến cuối. Và cuối cùng, phiên tòa lẽ ra là nơi dân chúng mong đợi công lý và sự thật được làm sáng tỏ, thì lại là màn kịch hết sức vụng về, chủ yếu là diễn xuất để nhằm che đậy sự thật. Tuy nhiên, công luận vẫn có cách tìm ra sự thật bằng nhiều cách khác nhau. Đây là hình ảnh Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Bên phải là biên bản lấy lời khai của ông Đặng Việt Quảng cho thấy chính ông Quảng đã bắn cụ Lê Đình Kình với hai phát đạn. Về cái chết của cụ Lê Đình Kình, từ những nguồn tin trong nội bộ của Bộ Công an Việt Nam cho biết, kết hợp với những thông tin công khai trên mạng xã hội, đến nay đã có hai sự thật được làm sáng tỏ. Một là khẩu súng dùng để bắn chết cụ Lê Đình Kình là súng MP5K do Đức sản xuất. Hai là người đã hạ sát cụ Lê Đình Kình chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Trong lời khai vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, với điều tra viên Trần Việt Dũng, ông Quảng xác nhận có xâm nhập vào nhà ông Lê Đình Kình và nổ súng về phía đối tượng hai lần, và đối tượng dựa người vào phòng đồng thời tôi rút ra ngoài. Đối tượng ở đây chính là ông Lê Đình Kình. Súng MP5K là phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MP5, không những chiều dài ngắn hơn hẳn mà trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều nên rất linh hoạt và thuận tiện khi tác chiến ở cự ly gần. Một sĩ quan cảnh sát cơ động tại Hà Nội cũng cho biết thêm, chỉ cần mổ lấy đầu đạn còn găm trong người cụ Kình, so sánh là biết khẩu súng nào đã nhả đạn bắn vào cụ, qua đó biết được chính xác người đã bắn. Bộ phận pháp y đã mổ xác cụ Lê Đình Kình và khám nghiệm rất kỹ với hai mục đích. Một là tìm đầu đạn để ghi công người đã hạ sát cụ Lê Đình Kình. Có lẽ đây là mục tiêu xác định trước cuộc tấn công. Và mục tiêu thứ hai của việc mổ xác là họ muốn đảm bảo tiêu hủy hoàn toàn các bằng chứng và dấu vết. Thực tế là sau nhiều ngày, họ mới trao lại xác cụ Kình cho gia đình để đem đi chôn cất. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo trên nhật báo TASS của Đức viết về khẩu súng sát hại cụ Lê Đình Kình được sản xuất tại Đức. Các trang báo quốc tế cũng đưa ra tin rất sớm về vụ tấn công vào làng Đồng Tâm. Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã coi thường pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù không có lệnh của tòa án, nhưng vẫn điều cảnh sát cơ động đột kích vào Đồng Tâm giữa đêm khuya để giết người. Tuy nhiên, thông tin cho rằng họ đã sử dụng công nghệ vũ khí quân dụng của Đức để bắn chết cụ già 84 tuổi ngay trong phòng ngủ. Điều này đang gây bất ngờ lớn cho truyền thông, báo chí và các chính trị gia tại Đức. MP5 chính là khẩu súng tiểu liên 9mm do Đức sản xuất và thiết kế vào thập niên 1960,
bởi nhóm kỹ sư thuộc hãng Heckler Koch của Tây Đức. Trả lời những câu hỏi của tờ báo TASS, hãng Heckler Koch cho biết, từ trước đến nay, hãng chưa bao giờ bán loại súng MP5 cho Việt Nam. Vì tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, chính phủ Liên bang Đức không bao giờ chấp thuận cho bán sang nước này. Tuy nhiên, hãng Heckler Koch giải thích, trong thời gian chiến tranh lạnh diễn ra các cuộc đối đầu giữa Đông và Tây, hãng Heckler Koch đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ Liên bang Đức để cấp giấy phép sản xuất, tức là chuyển giao công nghệ và cho phép sản xuất tại 6 quốc gia, đó là các nước Vương quốc Anh năm 1970, Hy Lạp vào năm 1977, Mexico vào năm 1982, Thổ Nhĩ Kỳ 1982, Pakistan 1983 và Ả Rập Xê Út 1985. Theo tuần báo Anh Trends Defence Weekly vào hồi năm 2007, Việt Nam có mua 100 khẩu súng tiểu liên MP5 mà Pakistan đặt tên là SMK-PK và 50 khẩu súng trường bắn tỉa PSL-90 từ công ty quốc doanh POF sản xuất vũ khí của Pakistan tiếp sau một hợp đồng tương tự hồi năm ngoái. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin Việt Nam mua các loại súng MP5 từ Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm của mình. Đây là hình ảnh thống kê vào năm 2016 của Cơ quan Đăng ký Vũ khí của Liên Hợp Quốc. Theo số liệu của Cơ quan Đăng ký Vũ khí của Liên Hợp Quốc, năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Việt Nam 915 khẩu súng MP5 phiên bản A3. Trả lời tờ báo TASS, vậy Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có được phép bán súng MP5 cho Việt Nam hay không? Phát ngôn viên Marco Zeigler của hãng Heckler Koch trả lời như sau. Giấy phép luôn phải tuân thủ theo các điều kiện đặc biệt do chính phủ Liên bang Đức áp đặt, bao gồm lệnh cấm chuyển giao, xuất khẩu. Giấy phép chỉ được cho phép sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước mà thôi, không được phép xuất khẩu. Đặc biệt, phát ngôn viên Marco cũng lưu ý như sau. Chúng tôi thường phát hiện ra rằng có những công ty chế tạo vũ khí tương tự như MP5 hoặc các sản phẩm khác của Heckler Koch nhưng không có giấy phép của hãng chúng tôi. Đó là những sản phẩm nhái bất hợp pháp, tức là ăn cắp công nghệ của Đức. Bắt chước sản xuất súng như thế là vi phạm bản quyền của hãng chúng tôi. Nữ phát ngôn viên về chính sách quốc phòng của Đảng Xanh, bà Katja Kels đã nói với tờ báo TASS rằng đáng lẽ ra những giấy phép như vậy không bao giờ được cấp cho các nước thứ ba bởi vì không thể kiểm soát toàn bộ và kiểm soát trong mọi thời gian. Những giấy phép được cấp cách đây hơn 30 năm mà hiện nay vẫn còn gây chết chóc. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu, người khai trước tòa đã chứng kiến cái chết của ông Lê Đình Kình với khẩu súng nòng to bằng cổ tay bắn trực diện trong cự ly 1 mét và ông Kình hoàn toàn không có lựu đạn. Sau khi báo chí đặt nghi vấn về khẩu súng bắn chết của cụ Lê Đình Kình là khẩu MP5 do Đức sáng chế, có lẽ trong thời gian tới các đảng đối lập sẽ chất vấn chính phủ Đức về vấn đề này và yêu cầu phải làm rõ. Cái chết hóa than của ba cảnh sát cơ động là nguồn cơn đã dẫn đến cáo buộc giết người của các bị cáo. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn cái chết này do Bộ Công an công bố lại có quá nhiều mâu thuẫn. Hai câu hỏi chính chưa được giải đáp là vì sao cả ba người cùng rơi xuống một cái hố có kích thước chỉ có 77cm nhân 135cm và sâu 4m? Và bằng cách nào mà các thi thể đều hóa than trong khi nhiều vật dễ cháy như cốt ép ở trên tường, miếng ni lông và dây điện thò ra từ trong tường không hề cháy? Bất chấp nhiều luật sư đã đưa ra đề nghị thực nghiệm hiện trường thì tòa đã bác bỏ yêu cầu này. Tuy nhiên, một nguồn tin nội chính từ Hà Nội cho Thời báo.de biết rằng ba cảnh sát cơ động này đã tử vong với nguyên nhân là đã bị đồng đội bắn nhầm. Sau đó, kịch bản của phía công an đã dựng lên ba cái chết cháy đen hóa than để liên kết với tình tiết có xăng cháy qua đó vu cáo tội giết người cho dân làng Đồng Tâm. Kịch bản này còn cố ý làm dấy lên sự phẫn nộ trong dân chúng khi hé lộ những bức ảnh chụp xác người cháy đen trên sân thượng một cách dã man bên cạnh cái hộ kỹ thuật này. Trước đó, bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình, cùng một số người dân Đồng Tâm quan sát thấy flycam của phía công an từ nhiều ngày trước vẫn bay vù vù phía trên đã ghi rõ toàn bộ địa hình khu vực và dĩ nhiên cái hố kỹ thuật được phía công an ghi nhận ngay từ đầu. Đây là hình ảnh 15 người dân ở Đồng Tâm nhận án treo trở về nhà sau phiên tòa đã đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9 năm 2020. Hồ sơ vụ án còn thể hiện một người thứ 30 đã bị bắt trước ngày 9 tháng 1 năm 2020 vì tội làm lộ bí mật nhà nước vì tiết lộ quá trình luyện tập để tấn công vào làng Đồng Tâm. Thêm nữa, luật sư Hào Huy Sơn cũng đặt ra nghi vấn như sau. Có một âm mưu giết người cài bẫy các bị cáo
khi họ mua 10 quả lựu đạn giá 30 triệu đồng, nhưng đều là lựu đạn dởm và cơ quan điều tra đã không xác định được người bán. Bản tin nội chính cũng tiết lộ rằng ba công an chết vì tự bắn vào nhau trong cuộc tấn công ở Đồng Tâm do một đảng viên Cộng sản từ Hà Nội đã gửi cho Thời báo.de biết cụ thể như sau. Nguồn tin từ Cục 5, tức là Cục Tình báo Bộ Công an cho biết ba cảnh sát đã chết vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 trong cuộc đột kích vào Đồng Tâm là do tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối. Cuộc đột kích nhà cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm. Cùng lúc, nhiều mũi tấn công lao vào nhà cụ Kình từ nhiều hướng ngược nhau. Các quả nổ và tiếng súng vang lên, không gian thì chật hẹp. Hiện trường mù khói, tiếng hô hoán, tiếng kẻng hỗn loạn. Chính điều này đã làm nhiều cảnh sát cơ động bối rối, dẫn đến nhận dạng nhầm đồng đội đang tiến về từ phía trước đối diện là kẻ thù đang tấn công. Và họ đã nổ súng nhằm vào cái bóng người đó, dẫn đến cái chết của ba cảnh sát cơ động. Nguồn tin cũng cung cấp thêm như sau. Sau khi ba công an này chết, kịch bản hiện trường giả đã được đưa ra, cùng với đó là mưu tả dân Đồng Tâm đổ xăng ra chậu và hắt xuống hố để thiêu cháy ba công an đã chết trước đó. Trong khi đó, những tử thi hóa than cho thấy rằng phải có một lò thiêu trong nhiều giờ ở nhiệt độ cao mới dẫn đến sự hóa than tử thi như hình ảnh tiết lộ từ phía công an lan truyền trên mạng xã hội. Kết hợp với nguồn tin được xác định nguyên nhân tử vong do các đơn vị bắn nhầm nhau, từ đó phát sinh một câu hỏi mới rằng bằng cách nào và ở đâu những tử thi cháy đen và được đưa đến miệng hố kỹ thuật trên nóc nhà anh Lê Đình Trức như vậy. Và hy vọng những bí ẩn này sẽ có ngày được đưa ra sáng tỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020 với bản tin bất ngờ bị lộ Bộ Công an nhập lậu súng của Đức để bắn chết cụ Lê Đình Kình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.